Thưa quý vị, sau đây là thông cáo đặc biệt. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5 năm 1938. Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6, 7, 8. Bí thư Trung ương Đảng khóa 7. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5, 6, 7, 8. Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 12 năm 1997. Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Đại biểu Quốc hội các khóa 6, 8, 9. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2019, tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huân chương quân công hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức quốc tang. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Đức Anh, bí danh Nguyễn Phú Hòa, 6 nam, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920, quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, tham gia hoạt động cách mạng năm 1937, vào Đảng tháng 5 năm 1938. Quá trình công tác, năm 1937, đồng chí tham gia phong trào dân chủ ở Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 5 năm 1938, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1939 đến năm 1943, địch khủng bố mạnh, mất liên lạc, đồng chí vào Hội An, Đà Lạt, Lộc Ninh, Thủ Dầu Một tham gia hoạt động trong các hội ái hữu. Tháng 3 năm 1944, đồng chí bắt liên lạc được với tổ chức và được giao nhiệm vụ hoạt động trong các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh, Quảng Lợi, Sa Can, Sa Cát. Đầu năm 1945, đồng chí được giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng trung kiên trong các nghiệp đoàn chuẩn bị đấu tranh võ trang. Tháng 8 năm 1945, đồng chí được phân công phụ trách chỉ huy khởi nghĩa giành chính quyền ở các đồn điền cao su và hai huyện Hớn Quản, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thời gian này, đồng chí tham gia quân đội, chỉ huy giành chính quyền ở Lộc Ninh, tham gia tỉnh ủy lâm thời, phụ trách quân sự phía Bắc tỉnh Thủ Dầu Một. Tháng 11 năm 1946 đến tháng 10 năm 1948, đồng chí làm chính trị viên chi đội 1, sau là trung đoàn 301, trung đoàn ủy viên, tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một. Tháng 10 năm 1948 đến tháng 12 năm 1948, đồng chí làm tham mưu trưởng khu 7, quân khu ủy viên. Tháng 1 năm 1949 đến tháng 10 năm 1949, đồng chí làm tham mưu trưởng khu 8,
quân khu ủy viên. Tháng 11 năm 1949 đến tháng 5 năm 1950, đồng chí làm tham mưu trưởng quân khu Sài Gòn Chợ Lớn, quân khu ủy viên. Tháng 6 năm 1950 đến tháng 12 năm 1950, đồng chí làm tham mưu trưởng khu 7. Tháng 1 năm 1951, đồng chí làm tham mưu phó Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Tháng 5 năm 1955, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 10 năm 1957, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Cục Phó Thứ nhất Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 12 năm 1958, đồng chí được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 8 năm 1961, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 8 năm 1963, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 8 năm 1965, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Miền Nam, Ủy viên Quân ủy miền. Năm 1968, đồng chí giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Nam, Ủy viên Quân ủy miền. Năm 1969, đồng chí giữ chức Tư lệnh Khu 9, Phó Bí thư Khu ủy. Năm 1974, đồng chí giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Nam, Ủy viên Quân ủy miền. Đồng chí được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm từ Đại tá lên Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam tháng 4 năm 1974. Năm 1975, đồng chí giữ chức Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh Cánh quân Tây Nam. Tháng 5 năm 1976, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 9, Bí thư Quân khu ủy. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 1978, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tháng 1 năm 1981, đồng chí được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 6 năm 1981, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 5, tháng 3 năm 1982, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 12 năm 1984, đồng chí được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6, tháng 12 năm 1986, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7, tháng 6 năm 1991, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 9 năm 1992, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 8, tháng 6 năm 1996, đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, làm Thường vụ Bộ Chính trị. Tháng 12 năm 1997, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa 8, đồng chí xin thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Ban chấp hành Trung ương Đảng suy tôn làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng đến tháng 4 năm 2001. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6, 7, 8, Bí thư Trung ương Đảng khóa 7, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5, 6, 7, 8, Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 12 năm 1997. Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Đại biểu Quốc hội các khóa 6, 8, 9. Do có công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác.
của Việt Nam và quốc tế. Danh sách ban lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trưởng ban lễ tang. 2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. 5. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. 6. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 7. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 8. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 9. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. 11. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 12. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. 13. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 14. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. 15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 16. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 17. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 18. Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 19. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. 20. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. 21. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. 22. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 23. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 24. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. 25. Đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. 26. Đồng chí Hoàng Minh Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. 27. Đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 28. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 29. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 30. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 31. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 32. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 33. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. 34. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 35. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 36. Đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. 37. Đồng chí Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9. 38. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. 39. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Tang lễ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2019 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh từ 11 giờ cùng ngày 3 tháng 5 năm 2019 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 3 tháng 5 năm 2019 tại Nghĩa Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày quốc tang, ngày 3 tháng 5 và ngày 4 tháng 5 năm 2019, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Bàn lễ tang.